Xin chào 500 anh em, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay bên mình vừa lại về một cái em Suzuki Jet 500kg này. Xe này sản xuất 2009 Euro 2 nha anh em. Đó, một cái xe thùng kính, phiên bản thùng kính 500kg, 5 tạ, rất là xinh xắn và dễ thương như thế này. Đó, thì đây mình sẽ cùng với anh em xem và trải nghiệm cái dòng xe này. Xe này 530kg nha anh em. Đó, Suzuki 5 tạ chết. Thì xe này các anh em thấy có lớp sơn nó vẫn còn zin nha, Super Carry. Xe nhìn rất là bóng bẩy và còn rất là đẹp đó anh em. Đó, cụm đèn pha, sương mù và đèn cản nhìn rất là đẹp. Suzuki lớp sơn zin trắng rất là tinh và trắng như lục chinh luôn anh em. Và cái bánh xe đó thì nó là 12 inch về đường kính. Đó, bánh là 5 inch, mâm là 12, bánh là 5, bánh Kasumina rất là chắc chắn. Đó, thùng xe nhìn rất là còn đẹp, rất là mới anh em. Xe này khách đi rất là giữ cẩn thận cho nên nhìn rất là đẹp, rất là mới. Thùng kính, đó, inox, phía trong là lớp tơ đan kẽm sàn sắt đóng từ sàn lên nha. Xe nhìn rất là đẹp và rất là dễ thương, sắc sảo về cái dòng xe Suzuki Jet 5 tạ này. Đó, anh em thấy rất là đẹp đúng không? Nhìn rất là bắt mắt. Xe thì vẫn còn đăng kiểm đó nha anh em. Đó. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 ra cơ. Thì xe này á là 1 lít, dung tích máy nó là 1 lít. Xe chưa va đụng, chưa cắn mốp, khung sàn rất là cao luôn anh em. Đó, xịn xe rất là mượt. Mình cảm thấy xe bỏ ra một số tiền mà cũng gọi là 120 triệu, hai mấy triệu để sở hữu ngay con xe này để chở hàng hóa gia đình thì cũng thấy khá là ổn anh em. Bên mình đang chào bán em nó với mức giá 120 mấy triệu thôi. Nếu anh em có nhu cầu muốn mua con em này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình hay số điện thoại 0937 965 342 để biết thêm thông tin chi tiết và lên em nó về. Thấy cái thùng vẫn còn đẹp, vẫn còn ngon lành đó. Một chiếc xe 5 tạ 500kg, 530kg, nội thất cũng vẫn còn mượt, cho khách hàng chạy cũng rất là giữ gìn. Khung nằm anh em thấy không, khá là cao, cầu máy hộp số vẫn còn nguyên bản, chưa sửa chữa, chưa va đụng. Nhíp nè anh em thấy nhíp không, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Xe này đã độn thêm nhíp rồi, anh em về chỉ cần chạy thôi đó. Nội thất cũng khá là rất là sang trọng nè, hai chỗ ngồi ghế bọc da nè. Xe này thì không có máy lạnh sẵn theo xe nha, xe này đa số từ đời mới giờ cũng không có máy lạnh, có máy lạnh thì em gắn kim. Đó, nhìn nội thất vẫn còn mượt, vẫn còn đẹp. Đó, xe này nhìn cũng khá là ok, hộp số 5 số tiến một số lùi. Xe thùng xe này dài tới 2m1 30, cao 1m3 20 và ngang 1m3 20 nha anh em. Đó, một cái xe rất là nhỏ gọn để đi vào những con đường hẹp và những cái đường nhỏ rất là ok, chợ rất là ok anh em. Đó, máy anh em, tiếng máy vẫn còn ngọt lắm á, xe cũng còn rất là ok. Đó, máy Suzuki rất là im luôn anh em. Đó, với mức giá 125 triệu có thương lượng nha anh em. Nếu anh em đến xem xe, mình có thể bớt cho anh em một tí lọc đó. Và xe rất là mới và rất là đẹp mà còn rất là zin. Thì với cái dòng những cái dòng xe tải cũ như thế này thì anh em thông cảm, vì có những video mình đăng cũng đã 2-3 tuần thì lúc đó mình bán đi rồi, thì anh em cũng thông cảm cho bên mình tại vì mức độ hot của những cái dòng xe như thế này. Nay máy còn zin không đó, máy Suzuki đàng hoàng, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, rất là ngon lành, cơ rất là dễ sửa chữa, rất là tuyệt vời. Đó, một cái chiếc xe cũng còn là rất là ok, 2009, vẫn còn một mấy năm cho anh em với cái niên hạn và còn thời hạn đăng kiểm. Anh em mua xe này và chỉ việc chạy thôi và chở hàng hóa gia đình cũng rất là ok. Với cái dòng xe mới như thế này thì hiện tại mức giá bán của nó cũng tầm gần 300 triệu anh em. Đó, với đề 2020 gần 300 triệu,
thì con 2019 này giảm cho anh em hơn một nửa số tiền, còn rất là ok đấy. 0420 vẫn còn đăng kiểm, xe bao rút hồ sơ, lớp sơn zin, động cơ zin, nội thất đẹp, khung gầm cao chắc chắn, cầu tốt, thùng đẹp, tất cả đều gọi là good hết anh em, đều tốt hết để sở hữu ngay con em này đó. Một chiếc xe Suzuki Jet 5 tạ rất là ok đó. Anh em hãy liên hệ ngay với mình để số điện thoại 0979 5342 để biết thêm thông tin chi tiết về em nó. Thì những cái dòng xe cũ thì anh em biết rồi đấy, có khi những cái xe vừa về đã bán đi hoặc là vài ngày đã bán đi, thì anh em vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi cho mình hỏi em nó có còn hay không thì mình sẽ báo lại cho em, hoặc nếu anh em mình đã bán đi thì anh em có thể để lại số điện thoại mình sẽ lưu lại, và khi có những dòng xe như thế này mình sẽ gọi alo cho anh em, báo cho anh em đó. Ok anh em, mình đã giới thiệu cho anh em chiếc xe Suzuki Super Carriage 5 tạ thùng kính phiên bản 2009 với mức giá hành lý 125 triệu có thương lượng. Anh em cứ vui lòng liên hệ với mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video giới thiệu về xe tiếp theo của bên mình.